Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Xin kính mời hội thánh tôn vinh Chúa bài thánh ca Kỷ Nguyên Thanh Bình. Trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Xin kính mời hội thánh tiếp tục tôn vinh Chúa bài thánh ca Khi Chúa vào đời.